Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Chiến thức thứ năm thứ ba ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California, episode thứ 42. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi một ngày thứ ba hàng tuần chúng ta vẫn có chương trình chiến thức, chủ yếu là tìm hiểu sâu những quy tắc làm việc của Quốc hội, của hành pháp và kể cả của bên tư pháp cũng như là cuộc bầu cử năm 2024. Đó là chủ đích của chương trình chiến thức thứ ba hàng tuần của chúng ta. Và trong cái episode thứ 42 kỳ này, thưa quý vị, vừa rồi thì ngày thứ hai, tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết về quyền miễn tố của ông Trump, tức là immunity. Gọi là immunity tức là quyền miễn tố, nằm trong cái quyền của tổng thống được ghi nhận trong hiến pháp. Và quyết định của tối cao pháp viện là tất cả những gì xảy ra trong lúc mà nắm quyền tổng thống và quyền hành pháp, ông được quyền miễn tố hoàn toàn. Đó là cái quyết định của tối cao pháp viện. Và trong đó thì họ có nói thêm là những cái nào thuộc về chính thức công việc của hành pháp và những cái gì mà thuộc không thuộc viện chính thức của hành pháp thì có thể quan tòa có thể cân nhắc, tùy theo tòa cấp dưới muốn cân nhắc như thế nào thì cân nhắc. Thì quý vị, đây là cái phán quyết của tối cao pháp viện đưa ra. Và trong mấy ngày qua thì bên các khán giả của TNB Channel rất là khó hiểu thì cái phán quyết này nó ảnh hưởng như thế nào đối với các cái vụ án đang cáo buộc và truy tố ông Trump, trong đó gồm có 4 vụ điển hình. Vụ thứ nhất là cái vụ mà vụ thứ nhất và vụ thứ hai giống nhau nhưng cấp tiểu bang và cấp liên bang, đó là ở tại Washington DC, công tố viên Chuck Schumer, và tại Georgia là bà biện lý Fannie Willis đang cáo buộc ông Trump tội lật đổ kết quả bầu cử năm 2020. Và họ nói rằng ông Trump đã can dự vào cái cuộc bầu cử. Đó là điều thứ nhất. Vụ án thứ hai là cái vụ án về tập tài liệu mật mà ông Trump giữ tại Mar-a-Lago mà FBI đã đột kích vào tháng 8 năm 2022. Và quý vị, vụ án này được xét xử tại Florida, cũng là công tố viên Chuck Schumer. Thì quý vị, cái này thuộc về liên bang. Và vụ thứ tư chính là cái vụ vừa kết tội với ông Trump ở tại New York. Và bên phía của ông Trump tối ngày hôm qua đã nộp đơn và yêu cầu phía quan tòa phải hủy bỏ vụ án này. Phải hủy bỏ cái bản án này. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái mà nhiều người ở trong cái cộng đồng chúng ta sẽ thắc mắc về vấn đề pháp lý. Thứ nhất là quyền miễn tố là cái gì mà tại sao lại ông Tổng thống lại được quyền miễn tố? Thật sự, nó là quyền miễn tố. Nhưng mà trên quy tắc thì không phải là miễn tố. Trên quy tắc nó không phải là miễn tố quý vị, mà nó không thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp. Tức là quý vị, nó là như vậy. Khi mà xác nhận Tổng thống thì là Thượng viện. Tước quyền của Tổng thống cũng là Thượng viện. Và khi tước quyền thì phải thành lập một cái tòa án để truy tố tội gì để mà tước quyền của Tổng thống. Thì quý vị, nó phải có bằng chứng, nó phải có tội và có nơi xét xử. Thì quý vị, Thượng viện là cái nơi duy nhất có đầy đủ thẩm quyền này. Tức là quý vị còn nhớ ông Trump đã hai lần bị đàn hạch. Hai lần bị đàn hạch. Thì hai lần này là nó giống như một cái hình thức tòa án để mà xét xử cái tội của ông Trump. Nhưng cả hai lần ông Trump đều trắng án. Tức là trên Thượng viện là cái nơi duy nhất xét xử cái vị thế của Tổng thống. Còn các cái hệ thống tòa án và tối cao pháp viện thì không có thẩm quyền. Bởi vì đối với lại các cái bên ngành tư pháp thì Tổng thống có quyền miễn tố. Nhưng trên Thượng viện thì không có quyền này. Đó là cái tôi phân tích và cho định nghĩa cho quý vị thấy về cái chữ mà immunity, tức là cái chữ miễn tố. Thật ra là Tổng thống sẽ được loại miễn trừ tất cả những cái cáo buộc trong lúc ổng thi hành nhiệm vụ. Và cái nơi duy đối với ngành tư pháp thôi, tức là ngành từ tòa án cho tới tối cao pháp viện. Còn đối với Thượng viện, họ vẫn có thẩm quyền với ông Tổng thống. Tại vì họ là nơi có thể trao quyền Tổng thống cho ông. Và cũng là nơi mà tước quyền Tổng thống của ông. Mà muốn tước quyền Tổng thống thì họ phải chứng minh ông có tội gì. Do đó, cái nơi chứng minh tội của ông được xem là cái nơi impeachment, đàn hạch. Nhưng mà chúng ta gọi một cái ngôn ngữ rất dễ hiểu. Nó giống như một cái hình thức tòa án. Trong đó 100 thượng nghị sĩ sẽ là bồi thẩm đoàn.
họ sẽ là cái người quyết định xem là ông tổng thống có tội hay không và có nên tước quyền hay không. Thì cái đó là cái giải thích cho quý vị hiểu rõ cái immunity này nó không phải là bao trùm tất cả, mà duy nhất cái nơi có cái quyền đó là thượng viện mà thôi, với 67 phiếu. Nếu đạt trên 67 trên 100 phiếu thì họ có quyền tước cái quyền tổng thống, có quyền cáo buộc ổng và chuyển hồ sơ đó cho lại cho Bộ Tư pháp để truy tố. Thì đó đó là cái mà quy tắc của hiến pháp Hoa Kỳ là như vậy. Rồi, đó là cái phần thứ nhất tôi giải thích. Phần thứ hai, nhiều người thắc mắc rằng ủa như vậy thì coi như vụ án của ông Trump sẽ dẹp bỏ hay là sẽ bị trì hoãn như thế nào với cái phán quyết hôm thứ hai của tối cao pháp viện quy định những gì nằm trong cái chính thức trong quyền hành pháp của ông tổng thống đều được miễn tố. Cái gì không chính thức thì các quan tòa ở dưới phải điều chỉnh lại cho nó phù hợp. Có nghĩa là những vụ án này vẫn có thể xảy ra, nhưng nó sẽ xảy ra với một cái tính chất khác hoàn toàn. Quý vị, trong bốn vụ án mà tôi vừa nói, thì quý vị, điều thứ nhất, khi mà tối cao pháp viện đưa ra cái phán quyết nói rằng là những gì nằm trong cái quyền hành pháp của tổng thống đều được miễn tố một cách tuyệt đối. Còn cái gì ngoài quyền hành pháp ra thì các tòa dưới cân nhắc lại. Chứ họ không nói là có quyền hay không có quyền. Cân nhắc lại, tự mình là tự các quan tòa ở dưới sẽ phải cân nhắc lại. Như vậy thì nhiều người sẽ hỏi quyền hành pháp đó là cái gì mà được miễn tố, thì tại sao nó ảnh hưởng tới những cái vụ án của ông Trump. Quý vị, thứ nhất bây giờ mình lấy cái vụ án của ông Trump ở tại Washington DC. Ở tại Washington DC tức là ông công tố viên Jack Smith đã cáo buộc ông Trump mấy chục tội liên quan tới cái biến cố ngày 6 tây tháng 1. Và trong đó ông nêu nổi bật 4 điểm. Thứ nhất là cái việc mà ông Trump liên lạc với lại ông Bill Barr. Thứ hai, cái lời phát biểu của ông Trump trước công chúng với ông Mike Pence. Thứ ba là một số những đại cử tri mà ở một số tiểu bang. Một số đại cử tri ở một số những tiểu bang thì họ nói rằng họ là đại cử tri, nhưng một một vài tiểu bang thì nói họ là đại cử tri giả. Và cuối cùng là cái biến cố ngày 6 tây tháng 1. Thì quý vị, công tố viên Jack Smith dựa trên 4 điểm này để yêu cầu lật đổ cái quyền miễn tố của ông Trump nhưng không thành công. Thì quý vị, thì trong tất cả những cái cáo trạng này thì bây giờ nó khó khăn cho bà Chu Căn, bà Tanya Chu Căn là bà chánh án của cái vụ án này. Bà trì hoãn vụ án này, bà chờ cái lệnh phán quyết của tối cao pháp viện thì bà mới có thể tiếp tục cái vụ án này được. Lý do tại sao bà trì hoãn? Thứ nhất là phải định hình lại cái quyền của tổng thống như thế nào, và khúc nào được miễn tố, khúc nào không được miễn tố. Và khi mà bắt đầu trên tối cao pháp viện đưa xuống thì có nghĩa là ông Trump sẽ được miễn tố trong một số những cái gì thuộc về quyền hành pháp của ông. Thì phía công tố viện, tức là phía của ông Jack Smith, khi mà họ cáo buộc ông Trump, họ lấy tất cả những cái bằng chứng tài liệu từ Hạ viện, từ Quốc hội, từ tất cả mọi thứ để mà họ tổng kết những cái bằng chứng này để họ cáo buộc ông Trump. Thì quý vị, bây giờ tới phiên bà tòa Tanya Chu Kang sẽ phải khó xử, tại vì bà phải ngồi bà phân ra hết cái nào thuộc về cá nhân của ông Trump, cái nào bằng chứng nào thuộc về hành pháp, cái bằng chứng nào thuộc về hành pháp đều bị dẹp bỏ hết. Những nhân chứng nào được mời ra mà nằm trong quyền hành pháp của ông Trump đều bị loại trừ hết. Đều bị loại trừ hết. Tức là họ chỉ tập trung lại một phần nhỏ lại là cái gì liên can tới cá nhân của ông Trump mà không thuộc quyền hành pháp thôi. Cho nên tất cả những bằng chứng, tất cả những nhân chứng, vật chứng mà nó có liên can tới cái ngành hành pháp của ông Trump, cái quyết định của ông Trump đều phải bị loại bỏ hết. Do đó, bà ta phải ngồi xuống, bà ta gạn lọc lại hết tất cả những cái bằng chứng nào. Và cùng một lượt thì công tố viên Jack Smith cũng phải viết lại toàn bộ cái bản cáo trạng. Trong đó, ông ta phải lấy ra tất cả những cái bằng chứng nào mà nó thuộc về quyền hành pháp của ông Trump. Những cái bằng chứng nào mà từ trước giờ ông dùng để mà truy tố ông Trump đó, thì tất cả phải được gạn lọc lại hết. Ông ta phải tổng kết lại hết và đúc kết lại những cái gì bị gạt ra ngoài không còn là bằng chứng hợp pháp nữa. Thì quý vị, cái khúc này còn lại nó có đủ yếu tố để truy tố hay không, đó là một vấn đề. Và cái thời gian duyệt xét của bên công tố viện và bên bà quan tòa cộng thêm bên ông Trump nộp bản biện hộ và lý luận cũng như cái bản tranh luận của bên ông Trump
vạch ra lại, bà phải cân nhắc. Cho nên cái thời gian mà duyệt xét của cái vụ án này là tại sao người ta nói là từ 6 tháng tới 2 năm. Even sau 6 tháng vụ án này xét xử đi, tức là sau đó ông Trump được đắc cử hay không đắc cử đi, mà bà này có xét xử đi nữa, thì quý vị, cái phán quyết của bà ta sẽ không thành công. Là bởi vì còn đơn kháng án lên tới tối cao pháp viện nữa. Tức là vụ án này còn phải lên tòa trung thẩm, tức là tòa kháng án, rồi lên tới tối cao pháp viện một lần nữa. Thì nội cái thời gian này không kéo cũng 2 năm. Là như vậy. Thứ hai là bên Jack Smith, lúc đầu thì ông ta chọn cái vụ án này và chọn một bà quan tòa. Thì bây giờ ông ta phải đổi lại chiến lược. Tức là ông ta phải không để cho một mình quan tòa quyết định, mà phải đi mời bồi thẩm đoàn. Mời bồi thẩm đoàn. Tức là giống như cái trường hợp của vụ án ở New York. Tức là không phải có một mình bà tòa này quyết định, mà để cho bồi thẩm đoàn quyết định. Thì khi bồi thẩm đoàn quyết định, họ sẽ dựa trên cái khung quy tắc. Cái nào thuộc hành pháp là dẹp, không được làm chứng, không được làm cái bằng chứng hữu hiệu trên tòa. Do đó quý vị, bà quan tòa Tanya Chukin là cái bà quan tòa phụ trách cái vụ án mà lật đổ kết quả bầu cử của ông Trump đó, nó tương tự như vậy. Tức là những cái gì mà bằng chứng nào mà trước giờ cả Jack Smith gom hết vô để tố ông Trump, thì bây giờ phải phân ra. Do đó, thứ nhất là phân ra rất mất thời gian. Thứ hai là những cái bằng chứng còn lại mà được giữ lại đó, nó có đủ yếu tố để truy tố hay không? Và bà tòa có nhận, bà nhìn những cái bằng chứng đó, bà thấy có đủ yếu tố để bà mở phiên xét xử hay không? Lại là một chuyện khác nữa. Do đó, tại sao tôi nói với quý vị là coi như cái phán quyết của tối cao pháp viện vào ngày thứ hai, nó ảnh hưởng như vậy. Cái quyền miễn tố của Tổng thống, cái quyền miễn tố đó được quy định ở trong cái quyền hành pháp. Ví dụ, ông nói chuyện với ông William Barr. Ông nói chuyện với ông William Barr, yêu cầu William Barr phải điều tra tất cả những cái gian lận bầu cử. Thì cái này là cái lệnh trực tiếp từ Tổng thống tới ông Bộ trưởng Tư pháp. Lúc đó William Barr là Bộ trưởng Tư pháp, thì đây là nếu mà có phát hiện bầu cử gian lận thì phải điều tra. Thì quý vị, nó thuộc về cái quyền hành pháp, thẩm quyền của Tổng thống ra lệnh cho Bộ trưởng Tư pháp là nếu có sự thiếu minh bạch về bầu cử. Thì quý vị, do đó cái lời nói của ông Trump với ông Barr không tính vào. Không tính vào được, lại vì nó thuộc quyền hành pháp. Lúc đó ông là Tổng thống, ông ra lệnh cho William Barr. Và cũng tương tự như vậy, ông nói chuyện một cách công khai trước công chúng về ông Pence. Cũng tương tự như vậy. Hey, tôi là Tổng thống, anh là Chủ tịch Thượng viện, anh có nhiệm vụ phải xác minh lại tất cả kết quả bầu cử ở các tiểu bang. Thì cái đó cũng là thuộc quyền hành pháp của ông Trump. Loại trừ luôn. Loại trừ luôn. Ok quý vị, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đó là hai cái đó là hai cái bằng chứng bị đi ra rồi. Thì cái bằng chứng còn lại, hai cái bằng chứng còn lại là những cái họ gọi là fake electors, tức là những đại cử tri giả ở các tiểu bang. Khi mà họ nói rằng ông Trump thắng, còn bên đại cử tri đoàn nói là ông Trump thua. Thì quý vị, cái vấn đề này là nó phải chứng minh được những đại cử tri này có liên hệ trực tiếp với ông Trump. Thì cái này tôi không nghĩ họ đủ bằng chứng. Là bởi vì lúc đó những đại cử tri ở Arizona, ở tại Wisconsin, là những người lên, họ tới phòng phiếu, họ nói họ là đại cử tri. Thì quý vị, việc tranh cãi này thì vẫn nằm trong cái vòng tranh cãi, và bên ông Trump không dính gì hết. Bên ông Trump chỉ thúc đẩy các cái vụ kiện về kết quả bầu cử thôi. Chứ bên ông Trump không có lập ra đại cử tri giả. Bây giờ bên công tố viên nói rằng ô, cái này là do ông Trump lập ra. Thì quý vị, bà tòa bà sẽ xét cái khúc này để bà coi có đủ bằng chứng chứng minh là ông Trump có liên hệ với những người này hay không. Và cuối cùng là cái bằng và cái vụ ngày 6 tây tháng 1. Ngày 6 tây tháng 1 là cái ngày mà bên phía của Thượng viện và Hạ viện sẽ duyệt xét cái kết quả bầu cử. Xác minh cái kết quả bầu cử. Cùng một ngày hôm đó, ông Trump có một cuộc rally. Ông Trump có một cuộc rally. Và cuộc rally đó là ông Trump tổ chức. Và ông Trump chỉ dừng lại cuộc rally đó mà thôi. Còn cái việc tình nguyện đi qua bên phía quốc hội và tràn vào
tạo ra một cái biến động của ngày biển là do tất cả những người ủng hộ cho ông Trump tự động đi qua. Nó có liên quan tới ông Trump không? Ông Trump có ra lệnh, ê, tụi bay đi thẳng vào trong tòa nhà Quốc hội, nói cho nó biết đi. Không, ông Trump không hề nói câu đó. Về officially, ông Trump không hề nhắc tới đâu đó. Ngược lại, khi biến cố đó xảy ra, ông Trump là người đã lên trên video và ông Trump nói rằng, mọi người, chúng ta đã nói được tiếng nói chúng ta ở trong cuộc rally rồi, mọi người nên đi về một cách ôn hòa. Và chính ông Trump cũng đã ra lệnh cho phía của vệ binh quốc gia, 10.000 vệ binh quốc gia tới DC trong cái quyền hành pháp tổng thống của ông để bảo vệ. Nhưng hai người turned down là chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thời điểm đó và bà thị trưởng của thành phố của Washington DC. Do đó quý vị, những bằng chứng sẽ bị gạn lọc ra, cái nào thuộc về quyền hành pháp của ông Trump đều bị gạt bỏ hết, không trở thành bằng chứng trên tòa. Bây giờ chỉ còn lại cái duy nhất mà họ muốn chứng minh, nhưng mà tôi không nghĩ rằng là ông Trump có liên hệ, là những người tự xưng là đại cử tri ở Arizona và ở Wisconsin, cũng như là Nevada, ba nơi này, là họ nói họ là đại cử tri, họ chứng minh là ông Trump thắng cử. Thì quý vị, đây là cái nhưng mà nó không có liên quan tới ông Trump. Những người này họ tự động họ làm cái chuyện đó, còn họ là đại cử tri thiệt hay đại cử tri giả thì giống như ở Nevada thì tòa án bác bỏ nó, no, mấy người này là đại cử tri thật. Ở Nevada vừa ra cái quyết định trước đó một tuần lễ, họ xác nhận những đại cử tri này là những đại cử tri thật chứ không phải đại cử tri giả. Ngược lại Wisconsin thì cáo buộc những người đại cử tri đó là cả cử tri giả, cho nên cái vấn đề này coi như là nó không rõ ràng. Có nghĩa là bên công tố viện sẽ không có đủ bất cứ một cái yếu tố bằng chứng nào để trình lên cho bà tòa Tanya Chukan để yêu cầu truy tố và tiếp tục vụ án. Tại vì tất cả những cái gì thuộc về hành pháp đều bị gạt hết, nó nằm trong quyền miễn tố của ông Trump. Do đó quý vị, giải thích nó hơi lắc nhắc một chút xíu, nó hơi rắc rối chút xíu. Nhưng nó là một trong những cái mà lý do tại sao nó ảnh hưởng các vụ án là bà tòa phải ngồi gạn lọc ra. Cái nào thuộc trong cái bằng chứng nào thuộc trong cái quyền miễn tố thì phải bỏ đi. Nói chung là như vậy, cái nào bằng chứng nằm trong quyền miễn tố của ông Trump hay là nhân chứng vật chứng đó đều bị bỏ hết. Đó là cái quyết định của tối cao pháp viện. Và cái phần còn lại là cái phần mà họ có thể truy tố được ông Trump về mặt cá nhân. Nhưng mà cái phần này nó có đủ yếu tố hay không? Nó có đủ bằng chứng hay không? Do đó tại sao người ta nói rằng cái vụ án này có thể bị trì hoãn nếu nó có đủ bằng chứng. Còn nếu nó không đủ bằng chứng là nó bị dẹp luôn. Và chưa kể là nếu ông Trump thắng cử, ông bổ nhiệm một bộ trưởng tư pháp khác, cộng với bên Hạ viện không cấp ngân sách cho cái văn phòng của công tố viên liên bang, thì coi như là hủy bỏ toàn bộ cái vụ án này. Đó là cái thứ nhất liên quan tới cái vụ án của Washington DC. Về cái tội ông Trump bị siết về cái gọi là insurrection, tội phản loạn. Rồi, cùng tương tự như vậy, cái vụ án ở tiểu bang Georgia. Thì cái vụ án ở tiểu bang Georgia, vừa rồi thì quan tòa đã bác bỏ cái việc disqualify với lại bà biện lý. Bởi vì bà ta đã có tư tình với người công tố viên bà Fannie Willis. Thì quý vị, bây giờ bên phía ông Trump nộp đơn kháng án rồi. Nộp đơn kháng án rồi. Thì bây giờ chưa biết bà quan tòa Ken, bà quan tòa đó, bà sẽ, cái ông quan tòa đó, ông sẽ giải quyết như thế nào? Xin lỗi quý vị, ông quan tòa đó, ông giải quyết như thế nào? Ông đã bác bỏ cái việc mà loại trừ bà Fannie Willis ra khỏi cái vụ án này. Bởi vì bà ta có hành động vi phạm đạo đức. Bà ta cặp kè với cái người công tố viên bà ta mướn vô. Cho nên lúc trước đó ông ta bắt buộc một trong hai người phải đi. Một trong hai người phải rời khỏi vụ án. Thì bây giờ cái ông Nathan Quét đã rời khỏi vụ án. Ông ta coi như là ông ta rút lui để cho bà Fannie Willis ở lại. Nhưng bây giờ bên phía ông Trump và các cái người bị cáo đó, bà ông bị cáo buộc cái tội racketeer, tức là cái tội gây ảnh hưởng kết quả bầu cử. Thì quý vị, ông và 18 người khác đã nộp đơn kháng án để mà yêu cầu loại trừ bà này ra khỏi cái vai trò chính trong cái vụ án. Bà ta là biện lý. Thì chưa biết tòa kháng án giải quyết như thế nào. Tuy nhiên, tôi cứ assume là tòa kháng án cũng sẽ duy trì bà này ở lại trong cái vai trò truy tố ông Trump. Tôi assume như vậy thôi. Tôi chỉ biết tòa kháng án sẽ giải quyết như thế nào.
Nhưng nếu bà này sẽ ở lại thì nó cũng giống như cái vụ án của ở DC. Tất cả những bằng chứng nào của liên bang trả về hết. Không được sử dụng tới. Không được phép sử dụng tới. Ngay cả cú điện thoại mà họ chú trọng nhất là cú điện thoại của ông Trump với lại ông Kerm, là thống đốc của tiểu bang Georgia. Họ dựa vào cú điện thoại này để mà họ cáo buộc ông Trump lật đổ kết quả bầu cử. Ông Trump vẫn trong tính cách là một người tổng thống, quyền hành pháp, ổng có quyền yêu cầu thống đốc tiểu bang phải rà soát lại kết quả bầu cử. Phải rà soát lại kết quả bầu cử. Do đó quý vị, những cái bằng chứng này nó sẽ bị vô hiệu hóa ở trên tòa. Tại vì đó thuộc quyền hành pháp của tổng thống. Do đó cái phán quyết của tòa tối cao pháp viện của Scottus đưa ra nó có ảnh hưởng như vậy. Cho nên cái bằng chứng then chốt nhất mà bà Fannie Willis nhắm vào là cú điện thoại của ông Trump và ông Kerm. Ông Kerm là thống đốc của tiểu bang Georgia. Thì do đó quý vị, cái đoạn audio đó là coi như thứ nhất là thâu bất hợp pháp. Thứ hai, nó là cái chỉ thị của một tổng thống với một thống đốc. Nó thuộc về quyền hành pháp, cho nên sẽ bị loại bỏ. Coi như là bên bà Fannie Willis sẽ không còn bằng chứng rõ ràng nào để truy tố ông Trump nữa. Tại vì không sử dụng được những cái này. Nó nằm trong cái quyền miễn tố của ông Trump. Chính vì vậy, cái vụ án này có thể sẽ bị dismiss. Có thể sẽ bị dismiss. Tại vì tất cả cái phán quyết của tòa của tối cao pháp viện đưa ra nó liên quan tới cái quyền miễn tố của tổng thống là như vậy. Những bằng chứng nào nằm trong quyền miễn tố đều bị loại trừ hết. Hai cái vụ án là giống nhau. Ok, rồi bây giờ bước qua cái vụ án thứ ba là cái vụ án về tập tài liệu mật của ông Trump giữ với lại bà quan tòa Cannon ở Florida và Jack Smith là người truy tố. Thì quý vị, thời điểm đó ông Trump giữ tập tài liệu, ổng là tổng thống. Và trước đó ổng có nói với tòa Bạch Ốc những cái gì ổng đã giải mật thì ổng được quyền giữ hay không? Ổng có hỏi trước về officially thì tất cả kể cả Mark Meadows lúc đó là đồng lý văn phòng của ông Trump thời điểm đó. Họ nói những gì tổng thống được giải mật đã giải mật thì được quyền giữ hết. Thì trong cái tập tài liệu lớn như vậy thì 13.000 trang mà thì sau này họ phát hiện có một số trang nó chưa được giải mật. Thì giờ họ truy tố ông Trump. Thì nó phải coi vào những cái tài liệu chưa giải mật đó là cái gì. Và ông Trump đã tiết lộ cho ai. Và do đó quý vị, nó bắt đầu nó xét lại cái quyền hành của tổng thống thời điểm đó luôn. Và cái thẩm quyền của tổng thống khi được giữ tài liệu mật. So với Joe Biden là phó tổng thống không được giữ. Mà Joe Biden là kẻ tiết lộ. Ông Trump không có. Ông Trump ổng giữ tập tài liệu mật nhưng ổng không có nói cho ai biết biết và ổng cũng không kể về cái tập tài liệu mật cho bất kỳ ai hết. Trong khi Joe Biden lại tiết lộ cái tập tài liệu mật cho cái người viết văn của mình. Đây là sự khác biệt. Thì quý vị, do đó cái phán quyết của tối cao pháp viện đưa ra thì cái vấn đề chính là cái vai trò của Jack Smith. Jack Smith có phải là công tố viên hợp pháp hay không? Đã bị ông chánh án Clint Thomas đưa lên. Ông nói no. Ông nói cái việc bổ nhiệm này nó chưa đúng theo cái quy tắc của hành pháp và lập pháp. Do đó, cái vai trò của Jack Smith có thể sẽ bị loại trừ. Tại vì ông ta là công tố viên bất hợp pháp. Ông ta là người bên ngoài Bộ Tư pháp. Khi được bổ nhiệm vào cái chức công tố viên độc lập bởi Bộ Tư pháp thì ông ta phải được sự xác nhận của Thượng viện. Jack Smith không có. Jack Smith không có cái tư ghế này, không được xác nhận bởi Thượng viện, cho nên cuộc bổ nhiệm này được xem là bất hợp pháp. Và nó thuộc về quyền hành pháp của Tổng thống luôn. Do đó quý vị, những cái này nó sẽ ảnh hưởng tới cái vụ án đó. Và cuối cùng là cái vụ án ông Trump đã bị kết tội ở New York. Thì khi mà kết tội, quan tòa đã đưa ra cái bên phía công tố viên là Alvin Bragg đã dựa trên những cái lời chỉ trích của ông Trump với Michael Cohen ở trên trang Twitter năm 2018. Và đây là những cái bằng chứng mà họ nói rằng là ông Trump đã vi phạm những cái lời chỉ trích và những cái liên lạc của ông Trump với Twitter thời điểm đó. Họ dựa vào những cái bằng chứng này để họ truy tố ông Trump và kết tội ông Trump. Thì quý vị,
cái phán quyết của tối cao pháp viện đưa ra 2018 ông Trump là đương kim tổng thống. Do đó những việc làm của ông trong năm 2018 và những cái cuộc điều tra đó, ông chỉ trích Michael Cohen đều không được tính thành bằng chứng. Đều không được tính thành bằng chứng, tức là Avanvat rửa rất nhiều những bằng chứng trong giai đoạn ông Trump làm tổng thống. Thì tất cả những bằng chứng này sẽ bị lấy ra hết. Có nghĩa là bồi thẩm đoàn phải ngồi trở lại. Và quan tòa phải ngồi trở lại, xét lại vụ án này và xử lại vụ án này với những bằng chứng còn sót lại. Còn những bằng chứng nào nó thuộc về quyền hành pháp được miễn tố, phải lấy ra hết. Phải lấy ra hết. Do đó, cái việc định tội ông Trump, chưa biết được ông quan tòa sẽ xử như thế nào. Bởi vì tùy theo cái văn bản của luật sư ông Trump nộp ngày hôm qua, họ đã viện dẫn cái quyết phán quyết của tối cao pháp viện, những gì thuộc về quyền miễn tố đều phải lấy ra hết. Thì quý vị, do đó ông quan tòa bây giờ ở cái thế không biết là ông có định án được ngày 11 tháng 7 hay không. Sau khi có cái quyết định của tối cao pháp viện thì bây giờ bên ông chánh án Merchant Huân, ông Huân Merchant đó, là phải coi lại cái phần kết tội đó nó nằm ở những cái bằng chứng nào. Và những bằng chứng đó có phải thuộc về thẩm quyền của miễn tố hay không. Quý vị, đây chính là cái mà tại sao người ta nói rằng là cái chiến thắng của ông Trump ngày hôm qua về mặt pháp lý là cái quyền miễn tố của Tổng thống được khẳng định. Điều này sẽ gây khó khăn cho các quan tòa khi họ phải chọn lựa cái bằng chứng nào là bằng chứng không thuộc về quyền miễn tố, cái bằng chứng nào thuộc về quyền miễn tố. Họ phải gạn lọc lại và kể cả các công tố viên, các công tố viên và các biện lý cũng phải viết lại bản cáo trạng dựa trên những gì họ có mà thôi. Dựa trên những gì họ được sử dụng mà thôi. Do đó, gần như là cái thời gian không thể nào xảy ra trước ngày 5 tháng 11. Tất cả các vụ án đó dù có tiếp tục thì cũng không sẽ xảy ra trước ngày 5 tháng 11. Đây là lý do tôi giải thích cho tất cả khán thính giả hiểu cái phán quyết chiến thắng về mặt pháp lý của ông Trump đóng đinh ở chỗ này. Chính vì vậy mà quý vị, đây sẽ là một trong những cái để chúng ta có dịp hiểu thêm về thứ nhất là cái hiến pháp, thứ hai cái thủ tục pháp lý trên tòa. Bằng chứng nào được xem là có giá trị để mà kết tội, bằng chứng nào bị xem là vô giá trị ở trên tòa. Thì quý vị, đó là cái phán quyết của tối cao pháp viện đưa ra. Nó liên quan tới những cái bằng chứng đã bị cáo buộc. Chính vì vậy mà tất cả mọi giới chuyên gia pháp lý đều nói rằng vụ án này nó sẽ không diễn ra ít nhất là 6 tháng nếu nó tiếp tục. Còn nếu nó không lạng quạng, nó sẽ bị bỏ luôn vô thùng rác. Ok quý vị, đó là cái bài giải thích của Phong về cái phán quyết của Scott Tuck tối cao pháp viện. Nó ảnh hưởng như thế nào với những vụ án đang nhắm vào ông Trump. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!